Alo, alo, mấy ngày này á, mình lên mạng mình coi, mình thấy ở bên Cali á, người ta đi mua hàng dữ quá. Người ta vô Costco, người ta mua mà mua hết gạo, hết nước luôn, hết giấy luôn. Để Mai Vũ thử dẫn mọi người đi qua bên cái chợ kế bên của mình, gần tiệm Mai Vũ, chợ Mỹ coi ở trong đó nó có gạo với lại có giấy với nước không nha mọi người. Ok, để mình thử đi qua bên đó coi sao, chứ sao thấy ở bên Cali mà người ta rành rành mà họ không cầm gạo luôn. Bây giờ cái dịch cúm này nó hoành hành dữ quá, mọi người ai cũng sợ hết, ai cũng sợ phải mua đồ dự trữ. Nhưng mà Mai Vũ hỏi mấy người trong tiệm của Mai Vũ á, mấy người khách Mỹ á, thì họ không có mua nha mọi người. Họ nói là ồ, cái dịch này không có, họ không thấy gì là nguy hiểm hết nên họ không cần phải mua đồ tích trữ, họ cứ mua như bình thường thôi, chứ không phải giống như người Đông Nam Á của mình mà lo xa mà đi mua mua đồ gom hết nước hết gạo ở chợ. Để mình dẫn mọi người đi qua bên kia thử coi cái chợ kế bên á, tại vì chợ kế bên á mà cũng thấy nó có bán gạo nhưng mà không biết bữa nay còn không hay là cũng hết rồi. Để coi gạo với nước với giấy còn sao ha. Ok, để dẫn mọi người đi ha. Bán thuốc mà cảm cúm đó, thuốc đau bụng cảm cúm nó vẫn còn nhiều lắm nha mọi người, còn nha đó, thuốc cảm là còn rất là nhiều, không có ai mua hết. Tại vì Mỹ á, người ta không có sợ giống như người Đông Nam Á của mình, họ không có chữ thuốc. Và hồi bữa Mai Vũ đã mua rồi, cái thuốc giống như là cảm sốt á. Thì nếu như mà mình bị dịch đó, mình bị cảm cúm á, người ta khuyên mình nên uống mấy cái đó cho nó hạ sốt trước. Còn rất là nhiều ha, rất là nhiều luôn. Để mình đi coi con kiếm thử coi có mấy cái thuốc mà ở chợ này còn rất nhiều đồ. Ở đây bán rất là nhiều xà bông này, xà bông rửa tay. Đi tìm cái hand sanitizer, không biết nó nằm ở chỗ nào. Nhiều khi ở trong này có khi nó có bán, có khi nó không, chứ không phải lúc nào nó cũng bán cái đó. Chợ của Mỹ không? Khu bán đồ ăn đó. Mình qua cái khu vực giấy đó. Cái giấy không? Trời ơi, giấy còn rất là nhiều không? Rất là nhiều giấy. Không có tiền mà mua thôi chứ giấy thì rất là nhiều ha. Đó là giấy lau tay với lại giấy bathroom. Giấy này giấy lau tay là giấy bathroom á, xà bông giặt đồ, dầu xả, xà bông giặt đồ, đủ loại nha mọi người. Ở đây có mấy cái chai thuốc tẩy, cái này là thuốc xịt thơm phòng, thơm nhà. Trên đó là nước rửa chén. Một chai bự như vậy mà có 1 đồng 9 sen, rẻ đó. Ý lên giấy chất qua tới bên này luôn nè mọi người, có ai mua giấy gì đâu. Nên bên Mai Vũ thì không có sợ hết giấy đâu ha, chợ Mỹ thì mình không có sợ hết giấy đâu, tại mấy cái này người ta sản xuất tại Mỹ rồi. Chỉ sợ gạo không có thôi chứ giấy thì bao la ha. Thì là mình đi tới cái khu bán mấy cái khu bán đồ lon, đồ hộp nè. Nè, ở đây có gạo nè, có gạo nha mọi người. Không biết gạo này gạo gì luôn. Hồi bữa thấy có bán, bên này có bán gạo Việt Nam nhưng mà để mình coi coi. Chắc gạo này gạo Mỹ rồi. Tại vì cái này là cái chợ nhỏ thôi à. Nhưng mà nói chung là cũng có gạo ha, không có sợ phải cũng có gạo. Này không biết gạo gì mà ghi tiếng Hoa, tiếng Tàu gì nè mọi người. Còn bên này chắc là gạo Mỹ nè. Cái này gạo Mỹ nè, cho gạo Mỹ. Grow in the USA. Gạo Mỹ. Tiệm này thì không có bán gạo Việt Nam rồi, mà bên này gạo Mỹ thì đâu, người Đông Nam Á mình đâu có ăn gạo này nên nó còn đầy nè. Mình kẹt kẹt đó mình cũng có thể mua gạo này để ăn, nó không có ngon. Rồi, nước ngọt này á bây giờ người ta không có uống mấy đâu mọi người, tại vì nhất là cái nước mà màu đen này nè, không
không nên uống. Tại nếu mà uống á, thì mấy cái chất màu đen đó nó dính vô trong cơ thể của mình đó, nó dính vô trong ruột mình đó. Khu bán mì gói nè mọi người. Cái mì này á, người Mỹ hay ăn nè, thì mình nếu như mình kẹt á, mình cũng có thể ăn được. Đó, mì của Mỹ. Nó có đủ loại hết á. Instant noodle. Nó có bắp, nó có bắp ở trong đó với lại tôm, với lại gà, với lại bò, tùy theo mình lấy cái loại nào ha. Nhưng ở bên này thì nó bán đồ lon với đồ hộp không à. Thấy không? Toàn là đồ lon với đồ hộp không. Không sợ hết hàng nha, quá trời hàng. Trứng rẻ lắm, trứng ở bên Mỹ rẻ lắm luôn á. Một vị như vậy ha. Có chưa tới 2 đô, một 12 trái chưa tới 2 đô. Mình mua cái vị to ở dưới này nè, cũng 2 đô luôn. Có 2 đô thôi. Nè nguyên vị to đó là chắc hàng một 30 trái. 30 trái mà có 2 đô à, tính ra trứng rẻ quá ta. Tại vì luôn đâu có ai mua đâu mọi người, đâu có ai mua đâu. Đó, bởi vậy giờ ở cái chỗ người Mỹ á, người ta đâu có đi mua đồ dự trữ đâu, đồ còn đầy luôn, trứng, sữa, nước. Không sợ ha mọi người ha, không sợ. Ở bên này thì bán da ua đồ. Bơ. Quá trời đồ. Bên đây không sợ thiếu đồ mà sợ không có tiền để mua thôi. Đầy nước luôn ha. Ở đây bán nhiều dâu quá, mình mua dâu về ăn. Wow. Có 2 đô à mọi người. 4 đồng 2 vị. Chảy nước thôi nha mọi người, không sợ thiếu nước đâu nha. I want a blue one. Oh. Hồi nãy mình đi qua bên chợ á, mình đi qua bên chợ mình mua được cái đĩa dâu này, nhìn ngon không mọi người? Để mình thử coi nó ngon không ạ. Ngọt lịm mà, không cần chấm muối mà nó ngọt lịm luôn. Ngon quá. Hồi nãy á, như mọi người thấy rồi đó. Ở bên Mỹ, bên chợ Mỹ á, còn đầy đồ ha mọi người, Mỹ người ta không có đi mua đồ. Mà mọi người không tin. Nó trễ làm rồi. Wow. Ngọt lịm luôn. Không cần chấm muối à. Ngon quá. Như vậy là chỉ có bên Cali cháy hàng thôi nha. Bên chỗ Mai Vũ là không có bị cháy hàng nha mọi người. Chợ còn đầy hàng. Tại vì người Mỹ á, người ta không có chữ hàng giống như người Đông Nam Á mà mình á. Hấp dẫn quá, cháy dầu vòng quá. Nên mình có nước dừa. Mình thử lon nước dừa coi không. Nè, mình có mua được nguyên một bịch quýt ra nè, để mình ăn thử coi nó ngọt không ạ. Quýt ha. Ngọt lịm à. Ngọt. Không có hụt. Nước dừa. Uống một ly nước dừa. Mm.
mình đã đi một vòng ở bên chợ rồi đó, như mọi người thấy rồi đó, chợ Mỹ á, không có cháy hàng giống như là Costco hay là giống như là khu gần người Việt Nam ở ha. Thì mình ở chỗ này á, người Mỹ nhiều, người Việt Nam cũng có mà rất là ít, nên chắc mà chưa có đi mấy chợ Việt Nam, nhưng mà mình cũng nghĩ là chợ Việt Nam có thể là gạo cũng hết á, nhưng mà ở chợ Mỹ thì vẫn còn ha. Bữa đi vô Sam Club và thấy còn rất là nhiều chứ không có cháy hàng giống như bên Cali ha. Tính ra vậy là chỗ Mai Vũ không có giống như bên Cali đúng không mọi người? Tại vì người Mỹ người ta không có đi mua hàng á. Người Mỹ người ta không có dự trữ hàng giống như người người Đông Nam Á, họ không có sợ. Cái dịch này á họ chưa có sợ mấy ha. Chỉ có người Đông Nam Á mình là lo xa dự trữ hàng, tại vì người Đông Nam Á mình có thể là đọc tin tức. Nó đã lan truyền cả tháng nay từ bên Trung Quốc rồi, nên người Đông Nam Á mình sợ hơn là người Mỹ ha. Người Mỹ hồi bữa Mai Vũ có một cái cô khách kia kìa, cô vẫn đi du thuyền nha mọi người. Mày nói chứ ủa mày không sợ, mày thấy cái con thuyền kia kìa, nó không có được đi vô trong bờ mà nó lơ lửng ở ngoài, rồi lỡ mà một người bị bệnh, cái nguyên một thuyền bị bệnh luôn mà không sợ hả? Cái cô đó không, tại vì cô đã lỡ trả tiền cho cái chuyến đi của cô rồi, nên cô đi cô không muốn bỏ, nếu mà bỏ là mất vé. Ở bên này nếu mà muốn đi du lịch đó là phải lấy trước cả năm thôi, xong rồi bắt đầu kiếm người làm nè, kiếm người làm cho mình nè, rồi nếu mà làm hãng thì xin gọi nghỉ. Còn tại vì nếu như mình đi du lịch mà mình lấy trước một năm như vậy á, thường á Mai Vũ á, nếu mà Mai Vũ lấy á, là Mai Vũ sẽ mua bảo hiểm cho cái chuyến đi của mình. Thì mình mua bảo hiểm cho chuyến đi mình trả một trăm mấy một người á, khoảng trăm mấy 200 đô một người á, mà không nhớ rõ là hình như là bữa mai đi bốn người một gia đình á, mình trả khoảng 300 mấy chục đô cho cái bảo hiểm đó. Thì mình có thể khi mà mình lỡ mà cái chuyện gì xảy ra giống như là cái đại dịch này nè, mình không có muốn đi nữa thì mình gọi mình hủy vé thì nó trả cho mình, nó chỉ có tính tiền mình cái tiền service thôi, cái tiền làm giấy tờ thôi, rồi cái tiền bảo hiểm đó thì mình mất, nhưng mà mình lấy lại được hết cái vé máy bay của mình chứ mình không có phải bị trả vé. Còn nếu như mình tiếc cái tiền bảo hiểm, mình không có mua bảo hiểm cho cái chuyến đi của mình đó, thì mình sẽ lỡ mà gặp trục trặc giống như vậy nè, mình hủy vé đó thì mình sẽ mất hết ha. Bởi vậy ở bên Mỹ họ hay mua bảo hiểm, cái gì họ cũng phải lo xa mua bảo hiểm. Nhưng mà Mai Vũ thấy mà có những người ta tiếc người ta không mua, bởi vậy người ta cũng không muốn bỏ vé nên người ta liều người ta đi mọi người. Người ta liều người ta đi á, hên xui thôi ha, lỡ mà có một người bị bệnh ở trên tàu á là hết một con tàu đó bị bệnh luôn ha. Rồi đi vô đất liền đó nhiều khi đâu có được vô đâu, phải bị cách ly. Rất là nguy hiểm, tốt nhất nên mọi người nên ở trong nhà vào thời điểm này ha. Cái video của Mai Vũ tới đây á, nó dài rồi, mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Nếu như mọi người thích cái video của mình thì nhớ cho mình xin like nha. Bye bye, I love you, see you next time.